Thánh Joachim và Anna, phụ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria. Chúng ta không biết chắc được điều gì về cha mẹ của Đức Trinh Nữ. Những điều liên quan tới các ngài mà chúng ta biết được là do các ngụy thư đầy tính chất hoang đường. Khi óc tò mò của dân chúng không được thỏa mãn với các chi tiết thánh kinh và thánh truyền cung ứng cho, thì óc tưởng tượng đã lấp đầy khoảng trống. Các ngụy thư phúc âm Thánh Giacôbê, một văn nguồn vào thế kỷ thứ hai, có nhiều chỉ dẫn liên quan đến cha mẹ và cuộc đời thơ ấu của Đức Trinh Nữ. Những chỉ dẫn này rất giống câu chuyện về tuổi trẻ của Samuel trong sách Samuel quyển thứ nhất. Các học giả cho rằng chúng chỉ cho là một sự bắt chước. Chính danh xưng Anna cũng không có gì chắc chắn vì nó trùng với tên của mẹ tiên tri Samuel. Dường như khuôn mặt Joachim cũng dựa một phần vào người chồng của bà Susanna trong sách Daniel chương 13. Cần phải nhớ rằng Thánh Luca khi dùng những chương sách Samuel quyển thứ nhất làm khung cho bản tường thuật về cuộc sinh hạ và tuổi trẻ của Thánh Gioan Tẩy Giả. Ngài đã cẩn thận dùng sự kiện lịch sử để bảo đảm sự sống đời này. Tuy nhiên, nét đẹp của câu chuyện, như hầu hết các truyện thần thoại khác, đều có giá trị biểu trưng của nó. Truyện kể rằng ông bà Joachim và Anna son sẻ. Đây là một thử thách lớn lao đối với các ngài. Nhưng một thiên thần đã báo cho biết họ sẽ sinh một con trẻ. Họ sẽ đặt tên là Maria và cung hiến cho Thiên Chúa. Nếu các ngài chọn đau khổ là vì mọi đóng góp vào công cuộc cứu rỗi đều bao hàm sự chia sẻ thánh giá với Chúa Kitô. Đằng khác, sự son sẻ của Anna gợi lên chủ đề quen thuộc trong Cựu Ước. Theo đó, con trẻ là quà tặng của Thiên Chúa. Điều này được nhấn mạnh đặc biệt trong truyền thống về các tổ phụ Isaac, Jacob và Giuse, về quan án Samson và tiên tri Samuel. Các ngài đều sinh ra bởi các bà mẹ không có hy vọng sinh con. Định mệnh của Thiên Chúa chỉ bởi Thiên Chúa mà thôi. Người Israel chân chính viết rằng mình không thể tự mãn được và phải tùy thuộc vào sáng kiến của Thiên Chúa. Huyền thoại đặt cuộc sinh hạ của Đức Trinh Nữ Maria vào dòng tư tưởng này như cao điểm của chủ đề và sự bất lực của con người trước uy quyền của Thiên Chúa. Việc tôn sùng Thánh Anna có từ thế kỷ thứ 6 bên Đông Phương vào thế kỷ thứ 8 bên Roma. Cuối thời Trung Cổ, lòng sùng kính lan rộng khắp châu Âu. Dường như năm 1382, do sự khẩn nài của nước Anh, lễ kính ngài được lần đầu tiên được mừng hàng năm. Nhưng chỉ mới từ hai thế kỷ gần đây, lễ này mới được ghi vào lịch chung Roma. Kính lạy hai thánh Gioan-kim và Anna, xin cầu bầu cho chúng con là những người làm cha làm mẹ trong gia đình, biết nuôi nấng dạy dỗ con cái, sống làm người Kitô hữu tốt lành. Xin dạy chúng con là những người dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa để phục vụ Ngài trong tha nhân, biết quảng đại hy sinh tất cả để trở thành công cụ lan truyền tình yêu của Thiên Chúa đến cho mọi người. Amen.